duyệt trang phục của người yêu trước khi đi chơi với anh. Nghe cũng có vẻ hơi gia trưởng rồi. Dạ, hơi gia trưởng. Nhưng mà nếu mà có gu tốt thì cũng không sao. Đúng, em cũng đang định nói như anh. Bởi vì bên cạnh anh có một người phụ nữ luôn luôn được duyệt trang phục trước khi ra đường. Dạ. Đúng không? Em nói thiệt á, em đi quay chương trình em không sợ. Em đi gặp chồng em thì em mới sợ là hôm nay mặc sao mặc vậy, không biết có chồng mình có lại nói gì hay không. Em sợ cái đó lắm luôn á. Dạ. Nhưng mà em thấy chồng em lo được cho em cái phần đó thì em thấy lại rất là thoải mái. Tại vì em là một người rất là ghét suy nghĩ hôm nay phải mặc gì? Cái gì. Thế còn em thấy sao về vấn đề này? Em cũng có cái sự là coi trang phục của người yêu ngày hôm đó mặc nó có đồng điệu với mình để mà bước ra đường không. Em cũng là một người thích trang phục đúng không? Thích cái đẹp hoặc là thích dạ, sự đồng điệu của ai. Tức là nó phải đúng với lại hoàn cảnh mà mình đi. Rồi dạ. Yến, em có bao giờ gặp một người đàn ông mà muốn duyệt trang phục của em chưa? Lúc trước á thì em toàn duyệt người ta thôi, duyệt quá người ta sợ không à. Em duyệt mà em không những duyệt em còn soi nữa cơ. Nhưng mà sau này thì em gặp người khác duyệt là em anh ạ. Duyệt là em anh ạ. Có nghĩa là bị nghiệp quật á. Trời, em bị nghiệp quật nặng lắm. Thực ra mà nói nhá, đọc qua như thế này thì nghe hơi ghê gớm, nhưng mà nếu như yêu nhau mà có cùng gu với nhau ấy thì nó lại là cực kỳ thích thú. Rất là bình thường, tại vì đôi khi mình ra đường cùng với nhau mà. Không có gì chướng đâu, không có gì chướng. Mà phụ nữ thì ai chả thích đẹp. Hãy cho chúng tôi biết chủ nhân của chiếc vali số 1 là ai. Hãy đứng lên ạ. Rồi, một người thích cái đẹp mà. Trước khi giải thích em có thể hỏi Nhi một điều được không ạ? Em có thích được khen không? Dạ, em nghĩ là được khen thì chắc chắn ai cũng thích. Đúng, anh cũng vậy. Phụ nữ luôn đẹp, nhưng mà phụ nữ luôn thiếu lời khen. Dù người phụ nữ có đẹp đến mấy mà không có lời khen thì người phụ nữ đó sẽ không bao giờ đẹp được. Nên anh luôn muốn duyệt đồ của người yêu mình trước khi ra khỏi nhà. Để gặp ai hay là đi đến đâu thì người khác cũng khen em là ô, con bé này đẹp quá. Đối với anh là như thế. Vì anh muốn người phụ nữ bên cạnh mình lúc nào cũng được vui vẻ và nụ cười. Đây là người cũng rất là tự tin vào gu thẩm mỹ của mình đấy. Anh có dẫn em đi mua đồ không? Đó, nếu mà em chọn anh thì anh sẽ dẫn em đi mua đồ. Rồi nha. Nói được phải làm được đấy nha. Rồi nha. Và cho dù nếu mà em không chọn anh thì có lẽ anh sẽ đợi em đấy. Bây giờ thì tôi đang nhìn thấy Phong ấy, bắt đầu có ánh mắt sáng lên và đầy cảm xúc rồi đấy. Yes. Bạn ấy bắt đầu thấy có sự đồng điệu về mặt tâm hồn. Khoan, em có thể cho Nhi gờ tim em được không? Rồi, em chạm đi. Em có thể gờ tim em được.